Kỳ Lân Luxury giới thiệu chiếc điện thoại Vertu S-Gold dích dắt làm từ vàng khối và đá quý. Phần nền bàn phím được làm từ đá sapphire đen cực kỳ sang trọng và những phím bấm trên chiếc máy được đính đá quý. Đặc biệt là độ bảo mật cao không phải bàn cãi, là một kiệt tác nghệ thuật hoàn hảo nói lên khí chất và sự đẳng cấp của những doanh nhân thành đạt. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.